tiêm, tiêm xong rồi đến coi gió mát, xong rồi đến hộ cửa, rồi đến thủ thủ tay, tay xong đến chi cành, rồi đến thọc đánh khẽ, có thêm một bộ biến thể nữa, thọc đánh khẽ xong rồi đến cái thằng răng, chủ chấm, nhất văn, xong rồi đến hồi nãy cũng hỏi văn xong đến cái gì cũng quên mất tiêu rồi, phải cân riều không ta, Đậu đấu. đậu đấu, xong đến cân riều, cân riều xong rồi là đến cái chữ chữ không, trên không trung thì có mặt trời, rồi có viết nói rằng, sau đó đến mặt trăng, đến mặt trăng, trên đầu cây, xong rồi khiếm thiếu, thì dừng lại bên này trước hay bên này trước ta, dừng lại, xong rồi mình làm gì ta, mình nhạt tàn, xong rồi mình thù, xong thì mình dừng lại không làm nữa rồi. Rồi, mời em đọc bài dùng cho cô nào. Tim tâm qua Tâm gió tim, mát, tâm tim. tâm tim qua gió mát, hộ cửa thủ thủ, chi cành phọc đánh khẽ, văn văn đậu đấu, cưng rìu vô không, nhật mặt trời viết nói rằng, Cương nguyệt, vuông chứ. Cương rìu tới phương vuông chứ. vậy hả, cái chữ này phương vuông, Thiếu thiếu chữ, Cương rìu thiếu cái chữ chữ phương vuông. này nữa Đây, hẳn hảo. Phương vuông, Phương vuông, phương đọc là phang, ok, họ. Rồi, nguyệt, mặt trăng, mọc, cay, khiếm thiếu, chỉ dừng, ngạt, tàn, thù, vô không. Rồi, cảm ơn em, rất chuẩn luôn, cảm ơn bạn.